Mới đây, ban tổ chức chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2019 đã chính thức lên tiếng những thông tin quan trọng về sự kiện này. Theo đó, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 sẽ trở lại Hà Nội từ ngày 28-31 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là năm ghi lại chương trình tròn 10 tuổi với nhiều dấu ấn khó quên. Chủ đề của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 năm nay là Fashion Journey. Mở màn cho sự kiện lần này chính là ông trùm giấy dạ hội nhà xây đắp nhà thiết kế, Hoàng Hải. Nhà thiết kế Hoàng Hải bên cạnh người đẹp quốc tế. Ngoài nhà thiết kế Hoàng Hải, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi khác trong ngành thời trang Việt như nhà thiết kế Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Thảo Nguyễn, Trần Diệp Linh. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 còn có nhiều hoạt động bên lề như The Beatrice Tile. Cũng như mọi năm, hoạt động này được diễn ra tại phố đi bộ Tràng Tiền. Các tín đồ thời trang nổi tiếng trong giới trẻ chắc chắn sẽ có mặt tại sự kiện này.